dẫn các bạn đi săn hàng sale ở chợ dealer nha. Tiện lợi là nó không có bị rớt mấy cái cẳng xuống dưới cái đáy á, khi mà mình pha. Còn cái phin cà phê của Việt Nam hồi xưa á, thì khi mà mình pha xong á, mấy bạn uống cà phê hồi nữa thì nó còn mấy cái xá cà phê đó, nó rớt trộn chung. Dụng cụ pha cà phê này chỉ cần tờ giấy pha cà phê nè, với lại cái bình thủy tinh đó, nước sôi chế vào. Các bạn uống đậm đặc á thì cho nước sôi vào từ từ, còn nếu mà uống loãng như mình thì chế nước sôi cùng một lúc mà chế nhanh. Những bạn nào ở bên nước ngoài á, thì nên mua cái loại cà phê thương hiệu là Scooter hoặc là Hazelnut, thì cái vị đó dành cho người Á Châu của mình á, thích hợp lắm. Còn mấy vị khác thì nó hơi chua, nên là thích hợp cho những người châu Âu, châu Mỹ thôi. Các bạn nhớ là subscribe để theo dõi những cái video tiếp theo của trang Bếp Nhà và Du Lịch nha. Video tiếp theo sẽ dẫn các bạn đi mua máy làm bánh kẹp. Các bạn hãy chờ rồi theo dõi. Bạn đã xem video.